Hai con gà áp nhiêu chứ? Bữa nay mình ra Phú Lộc đi mua gà áp thì sẽ tắt nha các bạn. Xin chào cả nhà nha, đã đến kênh của Trang TV. Bữa nay Trang làm món gà tiềm thuốc bắc. Đây gà tiềm thuốc bắc đây. Gà tiềm thuốc bắc nguyên liệu là mình mua hai con gà. Gà thuốc bắc, một hộp thuốc bắc đây nè. Đây là muối, đường, thuốc ngọt. Trang cho vô cái nồi mình hấp nha. Mình cho gia vị vô nha, để thuốc bắc vô. Để tí muối. Chai hộp đi. Bột ngọt. Đường. Mình đem vô nồi hấp. Đây là hấp rồi. Nước đã sôi sẵn rồi, bây giờ rồi nước nóng thì mình nấu sôi sẵn rồi, chế nước nóng vô đây. Mình hấp khoảng 3 tiếng hoặc 4 tiếng mới mềm. Hấp ít tiếng rồi mới cái mềm gà nó không có được ngon. Để hấp chị. Giờ mình coi là ăn chín chưa nha. Đem ngay trước cho anh Thái Ngọc Mai ăn nha. Đây. Đây ăn hả? Gà áp tiềm thuốc bắc hả? Nóng ha, người nửa con á. Ngon quá. Hấp dẫn quá. Mình mời mọi người ăn. Cả đêm nay luôn. Dạ chia ra nha, Ngọc Mai nửa con, Thái nửa con. Thái lấy dĩa đi, mẹ gấp cho Thái. Đây đây. Ngon quá các bạn. Mai nửa con, Thái nửa con á. Ngon Thái. Ngon. Cho mẹ mấy điểm? 10 điểm. 10 điểm hả? Tao con ăn thử rồi. Nó mềm chưa ha? Mềm. Vừa ngon nữa. Vừa ngon nữa. Ăn hết luôn, không cho Ngọc Mai ăn luôn. Phải ăn rồi. Ôi dùi á, ám xí á. Chẳng ăn dùa này. Đúng còn ăn á. Người nữa con cũng dành nhau nữa. Đó mà bỏ một tí nè. Đó mà bỏ nó lại bọc mau đó.
chị nào. Thả chị bài tập 1. Đi đàng hoàng á. Từ từ tập co lỗi mụ khỏe. Ngon Thái, thích mẹ làm món này Thái. Thích. Ăn mấy chén. Uống 10 chén luôn. Một chén nào uống hết nữa 10 chén. Và còn cô nhóc luôn kìa. Mời các bạn ăn nha. Mời các bạn ăn nha. Mời các bạn ăn cơm. Ồ, Thái ăn cơm giỏi quá. Quýt sốc ra. Sốc ra, bỏ. Thái không cho điểm mẹ gì hết trơn. Trời đang mưa. Nó ham ăn kìa, ở kìa. Thái ăn hết cơm rồi cả nhà ơi. Đây nè, một tô hai chị em húp hết luôn. Đây nè. Ngon quá, ăn húp hết tiên tô luôn. Video của mình xin kết thúc tại đây. Nếu thấy video mình hay thì cho mình một like và một share, nhớ chia sẻ đăng ký kênh của mình. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà vui vẻ.